Nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc thì đã nhận định một video ca nhạc gợi dục phản cảm với ca từ dung tục sáo rỗng. Chibu chính thức được bế lên VTV nhờ việc cho ra mắt MV gây phản cảm. Mới đây, giọng ca vàng trong làng âm nhạc đã cho ra mắt ca khúc Sashimi mang đậm văn hóa Nhật Bản. Điều đáng nói là ca khúc này được nhiều người đánh giá là khá nhảm nhí, dung tục và có những hình ảnh không phù hợp. Đặc biệt là câu nói Kimochi, đây là cụm từ đôi khi mang ý nghĩa nhạy cảm trong đời sống của người Nhật. Mới đây, MV mới của Chibu đã được xuất hiện trên sóng đài truyền hình Việt Nam bởi những lý do này. Đồng thời, nhà đài cũng chia sẻ ý kiến của các chuyên gia cho rằng đây là rác trên không gian mạng. Nhưng mà đáng tiếc không phải khen, mà là những bình luận tiêu cực. Nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc thì đã nhận định một video ca nhạc gợi dục phản cảm với ca từ dung tục sáo rỗng. Thậm chí là không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên, đây là rác. Nhưng mà đáng nói là chỉ sau 5 ngày ra mắt thì video này đã có tới gần 2 triệu lượt xem. Một con số nhiều ca sĩ, nghệ sĩ phải mơ ước.